Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một loại hạt giống mới, đó là giống hoa triệu chuông mix. Thì trong một gói này là trộn lẫn tất cả các màu rồi các bạn nhé. Cái hoa triệu chuông này của chúng ta nó khá giống với cái hoa dạ yến thảo. Thế nhưng mà ở cái tỉ lệ nảy mầm cũng như là cái sinh trưởng của nó cũng khá là dễ. Đó. Với cái nhiệt độ gieo là từ 15 cho đến 25 độ C. Và cái nhiệt độ để cây sinh trưởng và phát triển tốt là từ 15 cho đến 32 độ. Cái chiều cao cây của nó khá là thấp các bạn nhé. Các bạn có thể trồng ở trong chậu, rơi vào tầm 25 cho đến 30 cm thôi. Và cái thời gian ra hoa là tầm từ 75 cho đến 85 ngày. Đó. Thì với cái loại hoa này thì các bạn sẽ gieo hạt trực tiếp xuống dưới cái phần đất đó. Thế thì các bạn sẽ hàng ngày tưới ẩm cho cái hoa hạt của chúng ta, cung cấp cái độ ẩm cho cái đất, thì là cây của chúng ta nó khoảng tầm 5 đến 7 ngày sau thì nó sẽ nảy mầm và thế lên thành cây con đó. Với cái đặc tính dễ sinh trưởng như thế này thì các bạn có thể trồng 4 mùa được quanh năm. Thế nhưng mà thường thường thì chúng ta hay thường chủ yếu trồng vào mùa thu, bởi vì cái khí hậu lúc đó nó khá là mát mẻ thì cây của chúng ta nó cũng dễ lên hơn đó. Một cái gói này của chúng ta được 100 hạt nha các bạn nhé. Hạt của nó rất là nhỏ, vì thế các bạn không cần phải ngâm ủ gì cả, và chúng ta có thể gieo trực tiếp xuống dưới phần đất được. Đó. Những cái bông hoa rất là nhiều màu sắc đẹp và bắt mắt như thế này thì các bạn sẽ trồng ở trong những cái chậu nhỏ để chúng ta sẽ treo ở trước cửa ở nhà, hoặc là ban công, hoặc là lan can. Đó. Thì các bạn có thể để một cái chậu hoa ở trong phòng khách cũng được, nó cũng rất là đẹp, bắt mắt. Đó. Bạn thấy không, rất là nhiều màu, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu hồng, rất là nhiều đúng không ạ? Một gói này các bạn sẽ trồng được khá là nhiều. Đó.